Theo Hiệp hội Dệt may Việt Nam VITAS cho biết, quy tắc xuất xứ của Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam EU EVFTA rất ngặt nghèo, chỉ đứng sau Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP. Vì vậy, để hưởng được các ưu đãi, doanh nghiệp cần nắm chắc quy định đối với từng mặt hàng và lộ trình giảm thuế trong Hiệp định. Mới đây, Hiệp hội Dệt may Việt Nam phối hợp với Dự án Hỗ trợ Chính sách Thương mại và Đầu tư của châu Âu EU MUTRAP tổ chức hội thảo Dệt may Việt Nam với quy tắc xuất xứ trong Hiệp định EVFTA. Ông Stephen Moser, luật sư, tư vấn quốc tế đã khuyến nghị nhà nước cần phải xây dựng một khung pháp lý cụ thể cho việc thực thi các cơ chế cũng như là sửa đổi, bổ sung một số luật có liên quan, đào tạo bồi dưỡng cho các cán bộ quản lý, các doanh nghiệp, xây dựng tiêu chí doanh nghiệp được tự chứng nhận xuất xứ để nhiều doanh nghiệp được tham gia, áp dụng cấp giấy chứng nhận xuất xứ CO điện tử, giảm chứng từ cho các doanh nghiệp đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về nguồn gốc xuất xứ. Tại hội thảo, các chuyên gia về quy tắc xuất xứ của dự án EU MUTRAP cũng thảo luận, trao đổi thông tin, giúp làm rõ những vấn đề quy định quy trình về chứng nhận xuất xứ trong Hiệp định EVFTA và các thủ tục thực hiện việc tự chứng nhận xuất xứ nhằm giúp doanh nghiệp khai thác hiệu quả mà các ưu đãi thuế quan mang lại.